kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính sau. Quảng Bình công bố và trao quyết định bí thư Đảng bộ Công an tỉnh. Ba Đồn tham đồng đánh giá kết quả sản xuất lúa vụ hai thu. Nỗ lực trong công tác điều trị bệnh lao. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Bộ Công an tỉnh vừa tổ chức công bố và trao quyết định bí thư Đảng Bộ Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh. Dự lễ công bố có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy. Đại tá Trần Hải Quân được Bộ Công an điều động bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Ngày 31 tháng 7 năm 2019, tỉnh ủy Quảng Bình đã có quyết định số 1700 chỉ định Đại Tả Trần Hải Quân, giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy Công an tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thắng, phó bí thư Thương trực tỉnh ủy đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại Tả Trần Hải Quân, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thắng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã chúc mừng Đại Trần Hải Quân đồng thời đề nghị trên cương vị công tác của mình cần phát huy tinh thần trách nhiệm là hạt nhân trung tâm đoàn kết của đảng bộ công an tỉnh xây dựng đảng bộ công an tỉnh quảng bình đoàn kết trong sạch vững mạnh xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phát biểu nhân nhiệm vụ đại thả trần hải quân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh quảng bình đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao kịp thời của ban thường vụ tỉnh ủy đảng bộ tỉnh quảng bình thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đại tá trần hải quân hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình phần đấu xây dựng đảng bộ công an tỉnh quảng bình và lực lượng công an tỉnh quảng bình trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại cũng trong dịp này đại tá trần hải quân đã kỷ cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao Hôm qua ngày 8 tháng 8, Ban tổ chức lễ hội chào mừng 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 huyện Lê Thủy đã họp để triển khai các nội dung trong lễ hội. Năm nay, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang vinh dự được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Để lễ hội diễn ra trường tâm, Ban tổ chức đã soạn xét công tác chuẩn bị nhiệm vụ của các tiểu ban, đồng thời thảo luận đi đến thống nhất hai bộ điều lệ thi đấu ở môn bơi đua thuyền và thi đấu bóng chuyên về lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ được khởi tranh vào ngày 20 tháng 8, tiếp đó là môn bóng chuyền nam. Về môn bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang, ngày 30 tháng 8, thi đấu vòng loại để phân hạng A, B. Sáng ngày mùa 2 tháng 9, lễ hội chính thức sẽ diễn ra với đua thuyền nữ và bơi chung kết. Chiều ngày mùa 2 tháng 9 sẽ diễn ra chung kết tranh chức vô địch môn bóng chuyền nam. Đến thời điểm này, đã có 8 đội bóng chuyền nữ và 12 đội bóng chuyền nam, 8 đội đua nữ và 24 đội bơi nam đăng ký tham gia. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2020. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện Tuyên Hóa đã huy động tổng nguồn vốn gần 410 tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, kỳ cầu hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đảm bảo, kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Hệ thống chính trị được củng cố tăng cường, dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 31,6 triệu đồng mỗi người một năm, dự kiến đạt 35 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44,97% xuống còn 14,54% theo chuẩn nghèo đa chiều. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt 80% trở lên. Hiện toàn huyện có 267 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 204 tiêu chí so với năm 2011. Đến nay, huyện Tuyên Hóa đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa, Tiền Hóa. Đến năm 2020, Tuyên Hóa phần đầu xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tổ chức việc đào tạo nghề cho nông dân và tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới đồng thời chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn, cùng cố hệ thống chính trì, đẩy mạnh phong trào phong trọng các tiên an xã hội. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, nên từ đầu năm đến nay, thu ngân sách của thị xã Ba Đồn đã đạt 85% kế hoạch tỉnh giao, 70% kế hoạch thị xã giao, tăng 49% so với công kỳ. Trong đó, thị xã đã tích cực khai thác nguồn thu từ quỹ đất có giá trị sinh lợi cao, huy động nguồn thu đồng gốc của nhân dân cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm luật thuế trốn lâu thuế tích cực chỉ đạo các biện pháp đầu giả quyền sử dụng đất bản giả san các lô đất đầu giả không thành các lô đất xen cư từ đầu năm đến nay tổng thu ngân sách thực hiện được hơn 170 tỷ đồng một số khoản thu đạt và vượt so với dự toán giao đạt 50% kế hoạch trở lên như lệ phí trước bạ tiền thuê đất cấp quyền sử dụng đất thu phí và lệ phí Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản được thực hiện kịp thời, nên huyện Bố Trạch hiện có gần 1.000 tàu cá đang hoạt động có hiệu quả. Năm 2019, năng lực và cơ sở hạ tầng đánh bắt nuôi trồng thủy sản của huyện Bố Trạch được tăng cường. Dịch vụ hậu cần nghề cả ngày càng được mở rộng. Nhiều ngư dân đã chủ động bám biển, đầu tư đồng mới, cài hoàn tàu cá công suất lớn để đánh bắt vùng biển xa. Nâng tổng số tàu cá trên địa bàn huyện Bố Trạch lên gần 1.000 tàu với tổng công suất 230.300 CV. Trong đó, 230 tàu cả có công suất trên 500 CV, sản lượng đánh bắt nuôi trồng thủy sản bình quân hàng năm đạt trên 20.000 tấn. Chiều qua ngày 8 tháng 8, đoàn công tác thị xã Ba Đồn đã tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất lúa vụ hè thu năm 2019 trên địa bàn. Vụ hè thu năm nay, thị xã Ba Đồn gieo cấy hơn 2.200 ha lúa. Đây là vụ mùa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài và chuột phá hai đầu vụ, Trước tình hình đó, thì xã Ba Đồn đã chỉ đạo các địa phương đưa vào sản xuất các loài giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao, kháng số bệnh tốt. Đến nay, hầu hết diện tích lúa trên địa bàn thị xã đang bước vào thời kỳ chín rộ. Các xã đang tập trung nhân lực, phương tiện máy móc thu hoạch đùa với năng suất trung bình ước đạt trên 52 tạ một hecta. Hôm qua ngày 8 tháng 8, Hội nông dân thành phố Đông Hới phối hợp với Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Nguyễn Chỉ Trương ở tổ dân phố 10 phường Đông Phú. Hội viên nông dân Nguyễn Chỉ Trương, năm nay 30 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, gia đình có ba người con, trong đó có một cháu bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác hội, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Hội nông dân thành phố Đông Hới đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng trích từ nguồn quỹ vì người nghèo thành phố. Ban vận động quỹ vì người nghèo phương Đông Phủ cùng hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Hôm qua ngày 8 tháng 8, nhà xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng phối hợp với công ty cổ phân sách và thiết bị giáo dục Quảng Bình đi thăm tặng sách cho thư viện và học sinh nghèo trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Dịp này, đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã trao tặng 370 bộ sách giáo khoa cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Trung Hóa, trao 825 bộ sách tham khảo cho thư viên các nhà trường. Trong dịp này, công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Quảng Bình cũng đã trao tặng thủ sách cho thư viên các nhà trường ở xã Trung Hòa với trị giá 7 triệu đồng. Trước đó, nhà xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng cũng đã trao 125 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường dân tộc bản trụ tiểu học và trung học cơ sở Kim Thủy, Huy Lê Thủy. Câu lạc bộ doanh nhân trẻ thị xã Ba Đồn vừa tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị khuyết tật tại mẹ ấm hy vọng ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Trung tâm khuyết tật mái ấm hy vọng Hưởng Phương được xây dựng từ năm 2007, được sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm khuyết tật mái ấm hy vọng Hưởng Phương hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho hơn 100 em bị khuyết tật trên địa bàn. Tại đây, các thành viên của câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ thị xã Ba Đồn đã tặng một tấn gạo và một số thực phẩm với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho trung tâm nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em vượt qua khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, là căn bệnh được xem là một trong tử chứng nan y. Sau ngày nay với sự tiến bộ của y học hiện đại, thì bệnh lao có thể hoàn toàn chữa khỏi. Tuy nhiên, đây là một loài bệnh nguy hiểm và dễ lây lan ra cộng đồng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Những người mắc bệnh lao phần lớn kinh tế còn nhiều khó khăn nên công tác điều trị cho bệnh nhân lao trong những năm qua cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự nỗ lực bền bỉ của những cán bộ phong trọng bệnh lao từ tuyển tỉnh đến cơ sở thời gian qua đã thực sự đưa công tác phòng trọng bệnh lao đi vào hoạt động có hiệu quả. Khoa lao thuộc Trung tâm phòng trọng bệnh xã hội tỉnh hiện đang quản lý và điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân, bao gồm lao phổi, lao ngoài phổi, lao kháng thuốc. Nhiều người bệnh điện khám và điều trị trong tình trạng bệnh rất nặng, sức khỏe suy yếu do trầm tiếp cân các cơ sở y tế để được khám sàng lọc bệnh lao khi bản thân có dấu hiệu nghi ngờ cái đâu á là từ họ là hơn ba tuần và sau khi lên họ thì tôi đi bệnh viện bắc quảng bình cái khám thì sau ký chụp thì thì cái kết luận là bị lao phổi bệnh lao hiện nay có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng phải chữa theo nguyên tắc phát hiện sớm và kịp thời điều trị tuy nhiên một trở lực lượng hiện nay đó là tình trạng người dân do tâm lý mặc cảm sự cộng đồng xa lạnh vì không hiểu đúng hiểu đủ về bệnh lao anh mai xuân tình ở thôn la hà nam xã quảng văn thị xã bát đôn năm 2018 anh thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi ho kéo dài anh đi khám phát hiện phổi bị mơ và chẩn đoán bị ung thư sau đó gia đình đưa anh vào huế để kiểm tra và được chẩn đoán bị bệnh lao phổi sau một thời gian điều trị gần 6 tháng do điều kiện về kinh tế và công việc mưu sinh trên sông nước nên anh đã bỏ ngang quá trình điều trị, dẫn đến tình trạng bị bệnh lao tái phát. Tôi bỏ hai tháng mới đi khỏi đó, tôi muốn cũng tôi bỏ trong người đó, cổ ghi chân tương không cử hơi khó khó lại, khó nước thứ. rồi. Thế tôi sửa hoại, tôi sang thả lây, thả lại bên đi đi đem đương làm thả lại là đúng là đi tài sản lại. Hiện nay, trạm y tế xã Quảng Văn đang theo dõi và cấp thuộc cho 7 bệnh nhân trên địa bàn. Chắc định muốn phòng chống bệnh thì phải hiểu về bệnh nên hăng tháng hoạt động truyền thông phòng chống bệnh lao được làm tổ chức bằng nhiều hình thức như đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đội tượng qua hệ thống loa truyền thanh, nói truyền trực tiếp với bệnh lao tài trạm cho người dân khi đến khám bệnh, kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền về các đường lây bệnh và cách phòng chống. Chỉ những nỗ lực của cán bộ y tế trong thời gian qua đã khiến người bệnh thực sự tin vào thầy thuốc, không còn sự mặc cảm tự ti hay dấu bệnh. Mục đích của chúng tôi là phát hiện càng nhiều bệnh nhân càng tốt để đưa vào điều trị sớm kịp thời cắt đứt nguồn lây. Trong tác điều trị phòng bệnh lao thì điều trị sớm cắt đứt nguồn lây là cách phòng bệnh tốt nhất cho cộng đồng. Để tiếp tục tăng cường bằng lưỡi phong chống lao từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung mũi nhọn về công tác khám sàng lọc, chẩn đoán thu dung và quản lý điều trị các ban ngành cũng như mọi người dân đều phải cùng chung sức, chung lòng để xây dựng nên một môi trường sống ngày một lành mạnh hơn, không có các dịch bệnh và đặc biệt là bệnh lao xảy ra trên địa bàn. Đây cũng chính là một chiến lược của ngành y tế hướng tới mục tiêu vì Việt Nam không còn bệnh lao vào năm 2030.